Rồi, xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với tất cả mọi người cái cách để chúng ta xuất bản cái một cái video chất lượng 4K trên cái phần mềm Camtasia chính. Thì đây là cái phần mềm Camtasia chính mà mình vừa mở lên. Rồi bây giờ để xuất bản được cái video chất lượng 4K đó thì đầu tiên chúng ta phải có một cái video nguồn là chất lượng 4K. Mình lấy ví dụ như đây là một cái video nguồn chất lượng 4K nè. Đây, mình mở lên nè. Đó, đây là một cái video nguồn chất lượng 4K. Thì khi mà chúng ta quay được cái video nguồn hoặc là chúng ta download trên Internet về đó, thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải có một cái video nguồn chất lượng phải là 4K. Rồi chứ còn mà chúng ta quay video mà chất lượng thấp mà chúng ta xuất bản ra video chất lượng 4K thì nó cũng nhìn cũng không có đẹp. Thành ra là cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái video nguồn chất lượng là 4K. Rồi chúng ta mở phần mềm lên, chúng ta đưa cái video vào trong cái phần mềm để nó xuất bản. Rồi chúng ta cho nó xuống cái thanh track 1 rồi. Rồi thì bây giờ để xuất bản một cái video này ra chất lượng 4K thì chúng ta phải thực hiện như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ vào cái thanh này. Chúng ta chọn Property Setting. Rồi hiện tại thì nó đang mặc định là chất lượng 1K nè. À, 1080p HD nè. Thì nó là chất lượng 1920 1080. Đây là chất lượng 1K nè. Thì bây giờ mình khi mà mình nếu mà mình giữ nguyên mình apply mình giữ nguyên đó thì khi mình xuất bản ra thì cái video nguồn của mình từ chất lượng 4K nó sẽ chuyển về chất lượng 1K, tức là nó giảm xuống, nó thấp xuống. Thành ra để xuất bản ra video chất lượng 4K thì chúng ta thực hiện như thế này, chúng ta click vào đây. À, chúng ta chọn Custom. À, Custom. Rồi chúng ta sẽ chỉnh lại cái số liệu này ha, cái chỗ white và hay nè. Đó. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu xem video chất lượng 4K là video có độ phân giải. À, nó có độ phân giải là 3840 nhân với 2160 pixel hoặc là 4096 nhân với 2160 pixel siêu nét. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra lại cái video nguồn của mình là chất lượng như thế nào đây. Thoát ra ngoài đi, chúng ta xem video nguồn hồi nãy nè. Rồi, chúng ta kiểm tra lại nè, property nè. Nó là 3840 2160 thì chúng ta sẽ xuất bản theo cái số liệu này là quay là 3840 và hay là 2160 nè. Đó. Rồi chúng ta chọn là khách tầm chỉnh số lại, cái này là 2160. Rồi ok, chúng ta apply. Thì cái nhược điểm của cái xuất bản video chất lượng 4K này đó thì cái dung lượng nó chiếm rất là nặng ha, rất nặng. Rồi xong rồi chúng ta vào xe, chúng ta chọn, chúng ta xuất bản ra nét. Rồi chúng ta click vô đây, chúng ta bỏ cái này, tại vì nếu mà chúng ta không bỏ cái này thì nó sẽ xuất bản cái video ở dạng là web thì nó mới rất là mất cái thời gian. Chúng ta thoát ra để nó cho ra video thôi. Rồi nét nét chúng ta chỉnh lại là 4K nè. Rồi tiếng địch. Rồi đây là video chất lượng 4K khi mà chúng ta xuất bản bằng cái phần mềm Camtasia chính ha. Rồi khi mà chúng ta đăng lên YouTube á thì nó sẽ hiện lên cái chất lượng luôn cho các bạn xem luôn. Đây là một cái ví dụ nè. Đây, đây chính là chất lượng 4K nữa không? Nó có cái chữ 4K nè. Đây là 2K, đây là 1K. Rồi cái phần chia sẻ cái nội dung đó là làm thế nào để chúng ta xuất bản được một cái video chất lượng 4K trên phần mềm Camtasia chính. Nên đây là hết. Xin chào các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.